Tập 5. Tình hình tạm thời đã ổn định, nhưng động mạch vành và động mạch hàm đã bị nghẽn 95%. Nhất định phải tiến hành phẫu thuật ngay trong vòng 24 tiếng nữa. Bây giờ, làm kiểm tra liên quan trước đi. Nếu không có triệu chứng gì nghiêm trọng, thì sáng sớm mai có thể sắp xếp phẫu thuật rồi. Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Bố. Bố sao thế? Anh thấy khó chịu chỗ nào? Bác sĩ, tôi không muốn phẫu thuật. Anh nghe tôi nói. Tình hình bây giờ của anh là thế này. Bệnh huyết quản biến chứng nghiêm trọng. Chỉ có thể tiến hành phẫu thuật bắc cầu. Tôi không làm phẫu thuật. Bố. Tôi không ký tên. Tôi không làm phẫu thuật. Bố. Không làm. Không làm. Không làm. Hiện con gái của bệnh nhân thì yêu cầu phẫu thuật, nhưng bệnh nhân còn rất tỉnh táo, kiên quyết không đồng ý phẫu thuật. Làm sao đây? Chúng ta không thể làm trái ý nguyện của bệnh nhân được. Chủ nhiệm Tiêu, kiểu phẫu thuật này mấy năm nay khoa thầy làm rất nhiều rồi, tỷ lệ thành công cao. Bây giờ không làm, cũng sẽ không chuyển biến tốt. Đây vốn dĩ không phải việc lựa chọn. Chủ nhiệm, mọi người đây rồi. Đây là CT phần bụng mới nhất của ông Cát. Lá gan bên phải phát hiện vị trí khối u. Lúc nãy tôi đã kiểm tra bệnh lý của ông ấy ở bệnh viện cũ. 5 tháng trước đây đã được chẩn đoán ung thư giai đoạn đầu, nhưng lại không chịu tiếp nhận điều trị. Kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy khối u đã được 4,5cm. Đánh giá tổng hợp cho thấy so với trước đây, chuyển biến không nhanh lắm, là ung thư gan giai đoạn 2. Ông ấy đã sớm phát hiện mình bị ung thư gan, sao lại không điều trị? Lúc trước, ông ta vì giết người mà phải ngồi tù. Mấy năm trước, mãn hạn tù, lại phát hiện bị ung thư. Bao nhiêu năm qua, gặp đả kích liên tiếp. Liệu mấy người có thể kiên trì không gục ngã đấy? Nhưng người nhà vẫn luôn cố chờ đợi, hy vọng ông ấy có thể sống tiếp. Bây giờ bất luận là bệnh tình ra sao, đều có thể trị liệu thử được mà. Ông ấy ung thư giai đoạn 2, suy thận, thêm nhồi máu cơ tim. Dù phẫu thuật hay hóa trị, cũng không có cách nào khỏi. Chủ nhiệm Trung, chúng ta nên nói với người nhà bệnh nhân sao đây? Làm bác sĩ hơn 30 năm rồi, chuyện khó khăn nhất không phải là chuyện đối mặt bệnh nhân trong phòng cấp cứu, mà là với người nhà của họ. Để chính miệng nói ra là chúng ta đã bất lực. Nói không ra câu cũng phải nói. Để tôi đi. Vất vả rồi, chủ nhiệm Tiêu. Hay là để tôi? Tôi là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân, báo cho người thân là trách nhiệm của tôi. Bác sĩ Lục, mẹ tôi sao rồi? Mẹ cô đã được dùng máy thở rồi, tạm thời không nguy hiểm, nhưng tình hình không được khả quan lắm. Chúng tôi đang liên hệ trung tâm điều phối ghép tạng để tìm nguồn phổi. Cảm ơn cô. Tôi tới đây là muốn bàn bạc về tình hình của bố cô. À, cô giúp tôi khuyên ông ấy đi. Tôi nói gì ông ấy cũng chỉ lắc đầu. Thật sự không biết nên làm sao nữa. Bố, bác sĩ Lục tới rồi. Chờ một chút. Đừng quấy rầy ông ấy. Cô với tôi ra ngoài nói chuyện đi. Bác sĩ Lục. Đi nào, ra ngoài rồi nói. Bố,
Bố ơi, sao vậy? Chú thấy khó chịu chỗ nào à? Tôi muốn được gặp mẹ của bọn nhỏ. Không được, tình hình của chú bây giờ vô cùng nguy hiểm, không thể tùy tiện di chuyển đâu. Huống hồ vợ chú đang trong tình trạng hôn mê, chú đi gặp bà ấy cũng không nói được đâu. Bố làm gì vậy? Bình tĩnh đi bố. Chú đừng kích động, bình tĩnh, đừng kích động nữa. Bố làm gì thế? Chú bình tĩnh. Bác sĩ, tôi biết rõ tình hình của mình. Tôi muốn gặp bà ấy để tôi đi gặp bà ấy. Xin cô. Chú nằm yên đi. Tôi đã đáp ứng yêu cầu của chú rồi. Chú cũng phải hứa với tôi, tuyệt đối không được ngồi dậy nhé. Phải nằm yên, đừng kích động. Cảm ơn cô bác sĩ. Bác sĩ Lục, nhớ để ý hai người họ. Có tình hình gì thì báo tôi. Bố, bố muốn nói gì thì nói đi. Mẹ con có thể nghe được mà. Cô giáo Từ, sao cô lại già như vậy rồi? Bố, bố nói gì vậy? Lúc trước, bà ấy quản bố rất nghiêm ngặt. Ăn cơm không được phát ra tiếng, không rửa chân, không được lên giường. Tan làm phải nhanh chóng về nhà. Giống như cô giáo vậy đấy. Nên bố gọi bà ấy là cô giáo Từ. Mỗi lần bố gọi thế, bà ấy đều cười. Những chuyện này con chưa từng nghe mẹ nói bao giờ. Nói chuyện này làm gì? Một người đàn ông, ký ức để lại cho vợ và con cái chỉ là những đau khổ và nước mắt. Đó là thất bại. Bố, bố đừng nói như vậy. Mẹ con từ trước đến giờ đều không hề trách bố. Mẹ cũng không để con hận bố. Nếu bố không bị ức hiếp quá đáng thì đánh nhau với người ta làm gì? Mẹ con thường nói, đợi bố ra rồi, cả nhà ba người chúng ta sẽ sống cuộc sống tốt đẹp. Sức khỏe bà không được tốt, tôi cũng không thể chăm sóc cho bà. Một mình bà nuôi con lớn thật không dễ chút nào. Lý
Lâm Lâm là đứa hiểu chuyện. Bà còn dạy cho nó không được hận tôi. Chắc tôi đã phải tích đức mấy đời mới lấy được một Bồ Tát sống như bà. Tôi ăn cơm tù hơn nửa đời người, xem như đã trả hết tội hành hung gây ra lúc còn trẻ. Nhưng món nợ với hai mẹ con, e là bố trả không nổi. Tôi biết bà không trách tôi đâu, nhưng bản thân tôi không thể tha thứ cho mình. Bệnh tình của mình tôi biết mà. Dù có trị khỏi bệnh tim đi nữa, cũng không vượt qua được ung thư gan. Bố nói gì vậy? Chúng ta phải chữa bệnh chứ. Lúc còn ở tù, tôi đã ký giấy đồng ý hiến tặng nội tạng rồi. Ông trời có mắt để nhóm máu của tôi và bà giống nhau. Tôi biết bây giờ bà cần phải cấy ghép. Nếu như điều kiện thích hợp, bà cứ lấy đi. Không cần phải trả. Tôi chỉ hy vọng bà sẽ thay tôi sống thêm vài năm. Nhìn thấy Lâm Lâm kết hôn, sau đó sinh con cái, xem ra thằng đàn ông vô dụng như tôi lại phải làm phiền bà, vất vả thêm vài năm nữa rồi. Lâm Lâm, bố, cây nho trong sân nhà chúng ta trái chín rồi đúng không? Chín rồi, năm nay nhiều trái lắm, cành cũng muốn cong hết cả. Vậy tốt quá rồi. Cảm ơn. Anh làm gì vậy? Tôi mới tới 2 ngày, cô đã khóc trước mặt tôi 2 lần rồi. Bình thường tôi không như vậy. Vậy thì tôi may mắn đặc biệt sao? Gần đây tôi gặp xui xẻo thôi. Anh nhìn tôi làm gì? Tôi đang nghĩ, người đứng trước mặt tôi là một bác sĩ chủ trị cấp chuyên gia 11 năm kinh nghiệm, cũng là một thực tập sinh chưa tốt nghiệp. Anh cứ ở đó mà cười tôi đi. Tôi thấy tội cho mấy người máu lạnh như anh. Sinh ly tử biệt, ngày nào chúng ta cũng đều nhìn thấy. Nhiều người đã đơ như khúc gỗ.
một gia đình đến lúc phải chia xa. Những giây phút cuối đời cũng không có chút hận, chỉ có khoan dung và lương thiện. Anh nói những thứ như vậy là tình yêu hay là trách nhiệm gia đình? Tình yêu, tình thân, trách nhiệm, ăn năn có lẽ đều có. Nhưng điều tôi suy nghĩ, nếu người đàn ông này không ung thư gan giai đoạn 2, chỉ cần phẫu thuật tim thì có thể khỏe mạnh lại được, ông ấy có lựa chọn vậy không? Sao anh lại nghĩ thế? Con người như anh đều là màu xám. Muốn nói tôi lãnh đạm thì cứ nói thẳng đi. Theo như tôi thấy, điểm đáng yêu nhất ở con người cô chính là thẳng thắn. Rửa mặt đi, chúng ta còn phải làm việc nữa. Thẳng thắn, đáng yêu. Bác sĩ Lục, bác sĩ Lục. Bệnh nhân đang suy tim, tăng thêm oxy, tiêm 1mg adrenaline. Vâng. Chuẩn bị đặt khí quản, mở máy thở. Vâng. Tất cả kiểm tra cũng đã làm rồi. Kết quả cho thấy ung thư gan của ông Cát không di căn. Hạt bạch huyết ở khoang bụng không sưng to, phổi cũng không có biến chứng rõ rệt. Những gì cô nói tôi đều hiểu. Nhưng bệnh nhân ung thư không thể là người hiến nội tạng. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nhưng nếu người vợ không nhận cấy ghép phổi của ông ấy, cũng không thể qua khỏi một tuần. Đây là lựa chọn duy nhất rồi. Tiếp nhận cấy ghép đúng là lựa chọn duy nhất của bà ấy. Nhưng lỡ như cấy ghép xảy ra vấn đề, bà có thể kiện nhân hợp, nói chúng ta là vì tiền, vì phẫu thuật mà vi phạm quy tắc bình thường. Chúng ta không thể không suy nghĩ. Đây là kiến nghị của con gái bệnh nhân sau khi biết mọi khả năng, kiên quyết yêu cầu phẫu thuật và đã ký tên đồng ý rồi. Bác sĩ Trang, anh nghĩ thế nào? Những ca phẫu thuật cấy ghép trong và ngoài nước đều không có tiêu chuẩn tuyệt đối. Làm hay không làm đều có lý do hết. Cũng phải dựa theo tình hình cụ thể giải quyết chứ. Ở đây hết sao? Viện trưởng phó, viện trưởng đã gọi sở y tế, cấp trên hy vọng chúng ta nên tôn trọng khoa học, tôn trọng bệnh nhân và quyền lợi của người nhà bệnh nhân. Làm việc ứng biến, không cần cứng nhắc các quy định, phải cố gắng hết sức cứu lấy bệnh nhân. Nếu đã có chỉ thị rõ ràng của lãnh đạo, viện trưởng phó cũng là chuyên gia giỏi nhất ở phương diện này, vậy thì anh cứ ra quyết định. Hiện giờ ý định của người nhà đã rõ, yêu cầu của bệnh nhân, kỹ thuật của bệnh viện đều có thể tiến hành ca phẫu thuật này. Tôi quyết định lập tức thảo luận lên phương án phẫu thuật. Thưa thầy phó, lần này mời thầy mổ chính nhé. Viện trưởng phó, cũng đã lâu không thấy anh đích thân làm phẫu thuật rồi. Lần này nhất định phải ghi hình để giữ làm tài liệu nghiên cứu nhé. Xin chào, trung tâm điều phối máy móc. Xin chào, tôi ở bệnh viện Nhân Hợp. Chúng tôi có một bệnh nhân có thỏa thuận ký giấy hiến tạng.
mới được thông báo là đã chết. Mời vào. Viện trưởng phó, đây là phim chụp lồng ngực và tình hình của bệnh nhân từ Phương Nhân và anh Tân. Để đó đi. Cái này cần cậu phải tự tay đưa qua đây sao? Ca phẫu thuật lớn như vậy, lại là viện trưởng đích thân mổ chính, cả bệnh viện mình đều rất coi trọng. Tôi đem tới là thích hợp nhất. Được rồi, cảm ơn cậu. Vậy tôi đi nhé, viện trưởng. Phạm. Cậu và giáo sư Thứ khá thân, có thể xem xét lại. Viện trưởng phó, cả viện trên dưới đều rất quan tâm ca phẫu thuật cấy ghép phổi của thầy. Nếu thầy có yêu cầu gì, xin cứ nói ra. Tôi muốn Lục Thần Hy làm trợ thủ của tôi. Bệnh nhân bị nghẽn phổi mãn tính 6 năm, vậy là phế quản cũng mở rộng rồi. Phương án của tôi là sẽ tiến hành tuần tự theo phương thức ghép hai bên một lá phổi. Là cắt bên ngoài trước hay sao ạ? Đúng. Thần Hy, em tiến hành khâu tuần hoàn ngoài cho bệnh nhân, đồng thời phụ trách lấy phổi của người hiến. Thầy phó, thầy chú ý thấy không? Bệnh nhân có động mạch phổi đặt trên giá đỡ rồi. Phải. Cho nên bộ phận này nối lại động tĩnh mạch rất khó khăn. Chỉ cần mấy tháng nữa, cậu phải làm quản lý nhập viện rồi. Khoảng thời gian này, ngoài việc học nghiệp vụ, phải giao lưu với Phương Chí Vĩ một chút, nắm bắt mọi tình hình trong khoa. Nếu anh ta bận không tới được thì tôi phải đi tìm cậu đấy. Vâng, chủ nhiệm. Được rồi, cậu làm việc đi. Vâng. Pha cà phê à? Anh uống một ly không? À, tim tôi không chịu nổi đâu, tôi quên mất. Anh thích uống Hoàng Sơn Mao Phong, là Lưu Sơn Vân Lộ. Cậu đúng là không hiểu gì về trà. Hôm nào tôi sẽ dạy cho cậu biết nhé. Được. Thơm thật. Viện trưởng phó chắc đã bắt đầu cho ca phẫu thuật cấy ghép cho bệnh nhân rồi. Cơ hội hiếm có đấy. Anh cho ghi hình chưa? Sắp xếp rồi. Chuyện này làm tôi cứ tưởng đây mới là ca phẫu thuật cấy ghép lần đầu tiên ở cái bệnh viện này. Mới ngày trước, lúc bệnh nhân chồng tới thăm vợ, chủ động yêu cầu viện trưởng phó là bác sĩ mổ chính cho bà ấy. Tôi còn có đề nghị gì được. Đây, nếm thử đi, cũng không tệ đâu. Bệnh nhân tất nhiên vì danh tiếng mà tới. Chỉ là viện trưởng phó hai năm nay rất ít tiến hành những ca phẫu thuật có độ khó.
Người bên ngoài dĩ nhiên là không biết. Không ngờ là viện trưởng phó vẫn còn có thể. Ông ấy không gọi cậu cùng phẫu thuật sao? Không thấy. Ông ấy sắp xếp bác sĩ Lục tham gia phẫu thuật. À, vậy cũng hợp tình hợp lý. Chỉ có điều không thích hợp cho lắm. Bác sĩ Lục là người chẩn trị đầu tiên của Từ Phương Nhân, lại là bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân hiến tạng cát thụ tân. Cô ấy nắm rõ nhất, không thích hợp chỗ nào. Bác sĩ Lục tuy năng lực nghiệp vụ rất giỏi, nhưng về mặt phẫu thuật cấy ghép tạng, cô ấy tiếp xúc quá ít. Ca phẫu thuật lần này, chuyện cô ấy làm trợ thủ tốt thì không thành vấn đề. Nhưng cô ấy không thể làm phẫu thuật dùm được. Anh nói như vậy là có ý gì? Dạo này sức khỏe của viện trưởng phó không tốt lắm. Mấy năm nay, ngay phẫu thuật ung thư phổi cũng rất ít khi hoàn thành một mình được. Bánh này ngon đấy. Lần sau gặp tình huống giống như vậy, đừng vội vàng tư vấn, mà phải gọi tôi tới. Làm vậy tạo thêm phiền phức cho người nhà rồi đấy. Nhớ đấy. Vâng, em biết rồi. Giáo sư Trang. Trần Thiệu Thông, khoa cấp cứu. Chào anh, bác sĩ Trần. Lúc chưa ăn cơm có gặp cậu rồi. Đúng, tôi thấy ngại nên không dám chào hỏi anh. Anh tới khoa cấp cứu làm gì? Có chuyện gì cứ nói nhé, tôi nắm được hết. Được. Tôi biết bác sĩ Lục sắp tham gia phẫu thuật cấy ghép phổi. Vốn muốn nhờ cô ấy dẫn tôi đi học hỏi, không may cô ấy đã đi rồi. Tôi nghe nói cấy ghép phổi cũng là sở trường của anh. Anh xem viện trưởng phó phẫu thuật là muốn cọ sát hay muốn so sánh? Tất nhiên là muốn quan sát học hỏi. 10 năm trước, viện trưởng phó thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép phổi đầu tiên ở Nhân Hợp. Tôi chuẩn bị thi vào khoa cấy ghép tim phổi Đại học Y California, đã đọc hết tài liệu phẫu thuật của các nước về phương diện này. Ca phẫu thuật của viện trưởng phó rất có ấn tượng sâu sắc. Cũng phải. Ca cấy ghép phổi gần đây nhất của viện trưởng phó chắc cũng đã 3 năm rồi. Lần này đúng là rất đáng để xem. Xem ra viện trưởng phó rất nhiều việc nên không thường tham gia ca phẫu thuật lớn. Làm viện trưởng 6 năm rồi, cũng chỉ có 2 năm không mổ chính thôi. Bình thường thì khám bệnh rất nhiều, phẫu thuật ít. Có vào phòng phẫu thuật cũng toàn là chỉ đạo, không tham gia quá trình. Bác sĩ có kinh nghiệm phẫu thuật như vậy đúng là đáng tiếc. Có khi là để bồi dưỡng lớp trẻ thôi. Không cần phải ca phẫu thuật khó nào cũng bắt thầy làm. Người trẻ không có cơ hội thực hành thực tế rồi. Anh nói đúng không? Vậy lần này mời bác sĩ Lục làm trợ thủ. Xem ra về mặt cấy ghép phổi, cô ấy cũng có kinh nghiệm thì phải. Cậu ấy chưa từng làm cấy ghép phổi đâu. Sở trường của cậu ấy là mổ nội soi lồng ngực, phẫu thuật thực quản. Lần này viện trưởng phó sắp về hưu nên muốn cậu ấy tham gia để mở rộng tầm mắt. Tôi còn có chút việc, tôi đi trước đây. Này, không phải... Tạm biệt nhé. Chỉ là viện trưởng phó 2 năm nay rất ít tiến hành những ca phẫu thuật có độ khó. Dạo này sức khỏe lại không tốt lắm. Ngay phẫu thuật ung thư phổi cũng rất ít khi hoàn thành một mình được. Viện trưởng phó đối đãi với tất cả hậu bối hay bệnh nhân đều bình đẳng như nhau. Trước giờ chưa từng vì lợi ích cá nhân phân biệt đối xử với người khác. Viện trưởng phó cũng đã rất lâu rồi không thấy anh thực hiện phẫu thuật. Lần này nhất định phải ghi hình để giữ làm tài liệu nghiên cứu. Giáo sư Trang, có chuyện gì vậy? Viện trưởng phó, tôi xin được làm thay bác sĩ Lục phối hợp cùng viện trưởng tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ Lục đã rời khỏi khoa ngoại lồng ngực. Lãnh đạo viện đã chính thức điều cô ấy tới phòng cấp cứu. Cô ấy không thích hợp tham gia phẫu thuật này. Đây không phải tình huống đặc biệt sao?
Anh tưởng tôi chịu về khoa ngoại lồng ngực anh à? Độ khó của ca phẫu thuật lần này rất lớn, không ai có thể chắc chắn nhất định thành công. Bây giờ cả bệnh viện đều rất quan tâm tới. Nếu có sơ suất ngoài ý muốn, không biết ăn nói với bệnh nhân, với nhân hợp sao đây? Tôi phụ trách cắt phổi ở người hiến, phối hợp với thầy hoàn thành phẫu thuật cấy ghép. Đội hình như vậy sẽ đảm bảo hơn, cũng có trách nhiệm với người bệnh. Mong thầy cân nhắc cho. Giáo sư Trang mới năm kia thôi đã có 3 ca ghép phổi thành công vang dội, được thực hiện ngay tại trường Đại học Y California. Lần này lại hiểu rõ tình hình của bệnh nhân, làm bác sĩ mổ chính cũng không có vấn đề gì. Chỉ là người nhà bệnh nhân nhất định yêu cầu tôi phải tiến hành. Chúng ta cần tôn trọng ý kiến của bệnh nhân, để giáo sư Trang làm trợ thủ. Thiệt thòi rồi. Viện trưởng phó, tôi đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Giáo sư Trang đột nhiên nghĩ cái gì mà muốn làm trợ thủ cho ca phẫu thuật này? Nguyên nhân không quan trọng. Là vì cậu nghe được tin tức gì, hay ai đó đã nói cậu chuyện gì? Nếu viện trưởng cảm thấy lời tôi nói không hợp lý, có thể không tiếp nhận ý kiến kiến nghị của tôi. Nếu như giáo sư Trang thật tâm tới muốn giúp đỡ tôi, tôi vô cùng cảm kích. Còn nếu cậu được người khác nhờ vả hay là được chỉ định tới, thì mất thể diện quá. Viện trưởng phó nghĩ ai có thể chỉ định tôi? Sao lại muốn chỉ định tôi tới làm chuyện này? Tôi thừa nhận bác sĩ Lục Thần Hy không có kinh nghiệm như giáo sư Trang. Em mới là học sinh tôi yêu quý nhất, điều tới khoa cấp cứu như vậy quá thiệt thòi rồi. Những gì tôi nói không biết giáo sư Trang có hiểu không? Viện trưởng trân trọng nhân tài, tôi hiểu chứ. Nhưng nếu chỉ vì muốn đả kích bác sĩ Lục, ngăn cô ấy quay về khoa cũ, mà tôi chạy thẳng tới đây yêu cầu được thay cô ấy trước mặt bao nhiêu người, vậy thầy nghĩ chuyện này có vẻ quá đơn giản rồi đấy. Vậy ý của giáo sư Trang là còn có nguyên nhân khác sao? Bác sĩ Lục nói đối với tất cả hậu bối thầy đều công bằng. Nói thầy sẽ không vì lợi ích cá nhân mà lôi kéo hay gạt bỏ người khác. Tôi nghĩ thầy càng không vì danh tiếng bản thân mà xem bệnh nhân như trò cá cược. Tôi thật sự hy vọng điều cô ấy nhìn thấy là sự thật, chứ không phải giả tạo ngoài mặt. Tôi đi chuẩn bị phẫu thuật đây. Tìm tôi sao? Tôi tham gia ca phẫu thuật hôm nay không chỉ vì tôi là bác sĩ khám cho họ đầu tiên. Tôi thật sự muốn làm hết sức vì họ, không phải như anh nghĩ. Giống như tôi nghĩ. Tôi nghĩ cái gì? Lý do muốn thay thế cô tôi cũng đã nói rồi. Cô tin cũng được, không tin cũng được. Không cần phải chạy tới tranh luận với tôi. Không phải tôi tới tranh luận với anh, mà tới để nói với anh tôi sẽ không làm chuyện này vì bác sĩ Lục. Cô không còn nhỏ, làm việc cũng hơn 10 năm rồi. Những lời nói trong lúc tức giận, còn có hành vi bướng bỉnh, cô phải suy nghĩ bản thân có gánh nổi hậu quả không. Làm một chuyện ngu ngốc thì được, nhưng không thể hết lần này tới lần khác.
Cắt. Đưa nhíp. Mồ hôi. Tôi đã ngăn tĩnh mạch khoang trên, xử lý tĩnh mạch khoang dưới ngay. Tiến hành dịch truyền phổi, loại bỏ tay tâm nhĩ. Chắc phải cần 1.5 tiếng nữa. Được, tôi hiểu rồi. Hút máu. Viện trưởng, bên kia giáo sư Trang nói phải cần thêm 1.5 tiếng nữa mới có thể hoàn thành việc cắt phổi. Được, tôi biết rồi. Thưa thầy phó, bên này đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi. Tôi lập tức tới ngay. Tiến hành cắt phổi. Giúp tôi nâng tim lên, để lộ rõ tĩnh mạch phổi trái. Kéo chân dụ. Bắt đầu phân tách. Thầy phó. Thầy phó. Thầy có sao không? Không sao. Chúng ta có thể bắt đầu được không? Được. Rồi, khử trùng. Dao. Bác sĩ Lục, vẫn không đồng ý phải không? Dù cô không phải bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, tôi cũng yêu cầu cô tham gia phẫu thuật. Tôi đi nói với viện trưởng phó, đừng đi nữa. Tôi không tham gia phẫu thuật lần này còn có một nguyên nhân khác, lúc nãy chưa nói với cô thôi. Người thay vị trí của tôi là bác sĩ có năng lực cấy ghép phổi giỏi hơn. Sắp xếp như vậy chắc chắn hơn. Mọi người đều nói cô là bác sĩ trẻ giỏi nhất khoa ngoại lồng ngực, sao lại không phải là cô? Tuy tôi cũng không muốn thừa nhận đâu, nhưng xét về kỹ thuật lẫn kinh nghiệm, khoa ngoại lồng ngực đã có một bác sĩ khác còn giỏi hơn tôi. Tôi vừa đi vừa chơi điện thoại, trượt chân một cái nên ngã. Không ngờ ngay dưới đất là một hòn đá. Đúng là xui xẻo. Cô đi đường không để ý, còn đổ thừa vì xui xẻo. Chị ơi, vết thương này có để lại sẹo không? Cô đừng khóc. Còn hỏi nữa, cứ khóc như vậy chắc chắn sẽ để lại sẹo lớn. Hả? Tôi không khóc nữa đâu. Vết thương của cô khá sâu, phải khâu thôi. Cô dùng băng che lại trước đã, tôi đi tìm bác sĩ. Bác sĩ Trần, ở đây có một bệnh nhân cần anh xử lý. Chị Dương, từ lúc ăn cơm xong, tôi cứ nhận hết bệnh nhân này tới bệnh nhân khác. Chưa được nghỉ nên đừng tìm tôi nữa. Tìm Lục Thần Hy đi, đáng lẽ không nên tìm anh. Đợi chút đã. Có ca khó nào mà chuyên gia như tôi không giải quyết được chứ? Không phải ca bệnh nan y gì. Chỉ có cô gái trẻ xinh đẹp cần khâu trên mặt, không làm phiền anh nữa. Xinh đẹp ư? Lại khâu trên mặt thì phải tìm một người tỉ mỉ. Lục Thần Hy không bằng tôi đâu. Thôi khỏi. Tôi đi tìm bác sĩ Lục. Dù gì cũng là tay mổ hàng đầu khoa ngoại lồng ngực đúng không? Đừng làm phiền cậu ấy. Cậu ấy đang buồn lắm, cứ giao cho tôi. Buồn á? Chào cô, chào bác sĩ. Đây, bỏ băng xuống đã, để tôi xem.
Vết xước này đúng là sâu quá. Yên tâm, tôi sẽ khâu thật đẹp cho cô, chắc chắn không để lại sẹo. Y tá Dương, tới khoa mắt, mượn kim khâu. Cô đi đi. Chủ nhiệm Trung, cậu cũng ở đây sao? Hút một điếu đi. Không cần đâu, tôi đi đây, chủ nhiệm Trung. Cậu Dương, khoa ngoại lồng ngực dạo này cũng náo nhiệt đấy.